Thưa quý vị, chúng ta đã đi được 2 phần 3 chặng đường của buổi hội thảo. Sau đây, chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp và thảo luận với góc nhìn từ 3 chuyên gia và khách mời. Và quý vị tham gia lưu ý sẽ có rất nhiều phần quà may mắn được trao cho những khách tham dự sự kiện. Quý vị vui lòng điền form khảo sát để có những cơ hội và nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Trước đó, chúng ta đã được hiểu rõ hơn về kinh nghiệm lựa chọn giải pháp ERP với góc nhìn của chuyên gia tư vấn. Vậy, từ phía doanh nghiệp thì sao ạ? Rất vinh dự cho chúng ta ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời bà Đỗ Diệu Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tôn Pomina. Xin bà có đôi lời chia sẻ về công ty và kinh nghiệm lựa chọn của quý doanh nghiệp trong việc triển khai ERP. Xin trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, anh chị có câu hỏi thắc mắc dành cho ba diễn giả xin hãy comment tại hộp chat. Chúng tôi sẽ gửi đến diễn giả chương trình ạ. Xin mời bà Huyền ạ. Ok, thấy sai rồi. Mọi người có thấy slide của em không? À, có không ạ? À? Em nghe không rõ. Có à? À, có ạ. À, thì hôm nay thì em giới thiệu về bản thân một xí. Thì Huyền thì làm ở công ty Tôn Pomina thuộc tập đoàn thép Pomina. Hôm nay thì Huyền được ban tổ chức mời tới để mà chia sẻ về cái kinh nghiệm mà triển khai ERP của phía bên Pomina. Thì Huyền thì có cái may mắn là Huyền có đã tham gia triển khai cái dự án ban đầu của thép Pomina là năm 2008. Thì lúc đó là mình làm key user thôi. Còn năm 2020 thì mình triển khai cái hệ thống ERP cho Tôn Pomina, là một công ty con của tập đoàn thép Pomina. Thì khi đó thì mình làm project manager. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm của mình, một số cái trải nghiệm của mình trong cái quá trình mà mình trong suốt cái quá trình mình triển khai như thế nào. Thì trước tiên thì Huyền giới thiệu sơ về công ty Tôn Pomina. Thì công ty Tôn Pomina làm như hồi nãy mình có nói rồi là công ty con của tập đoàn thép Pomina. Thì tập đoàn thép Pomina thì hiện tại là có tổng cộng là 4 nhà máy. 3 nhà máy thép là nhà máy thép Pomina 1 ở Bình Dương, nhà máy thép Pomina 2, nhà máy thép Pomina 3 thì ở Phú Mỹ, khu Bà Rịa Vũng Tàu. Còn công ty Tôn Pomina là nhà máy duy nhất sản xuất tôn của tập đoàn thép Pomina. Thì hiện tại là cũng nằm kế bên nhà máy thép Pomina 2, là cũng thuộc khu vực Phú Mỹ và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì Tôn Pomina thì được tập đoàn thép Pomina tiến hành nghiên cứu dự án từ năm 2011 rồi. Là một thời gian rất là lâu trước khi mà quyết định xây dựng nhà máy tôn. Thì năm 2017 thì mình bên tập đoàn được cấp cái giấy phép xây dựng nhà máy tôn. Thì bên mình xây dựng đến năm 2019 thì bắt đầu là xuất xưởng những cái cuộn tôn thành phẩm đầu tiên. Thì đến cuối 2019 là mình đã bắt đầu xuất khẩu cái sản phẩm của mình ra nước ngoài. Thì và trong suốt từ 2019 đến giờ thì mình bên Tôn Pomina vẫn tiếp tục ra những cái dòng sản phẩm mới và xuất khẩu ra nước ngoài cũng như là cung cấp cho thị trường trong nước. Và hiện tại thì Tôn Pomina có khoảng 400 nhân sự, chủ yếu là nằm ở nhà máy tại Phú Mỹ và một văn phòng đại diện là ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dây chuyền của Tôn Pomina thì Tôn Pomina được cái may mắn là mình đầu tư từ ban đầu, mình đầu tư 4 cái dây chuyền tại cái quá trình sản xuất, cái quy trình sản xuất tôn thì nó phải qua 4 cái giai đoạn, qua 4 cái dây chuyền khác nhau.
thì mình đầu tư ngay từ đầu cả bốn cái dây chuyền đó, thì mình được một cái là nó là bốn cái dây chuyền đồng bộ với nhau và được cùng cái công ty Tenova của Ý họ thiết kế và họ sản xuất cung cấp những cái thiết bị cho toàn bộ cái dây chuyền của mình. Thì những cái thiết bị đó từ những cái nguồn gốc từ châu Âu để mà cung cấp về Việt Nam, mình lắp ráp tại Việt Nam. Hiện tại thì Tôn Bomina đã có hệ thống phân phối khắp 63 tỉnh thành với hơn 300 đại lý trên toàn quốc. Rồi còn thị trường xuất khẩu thì hiện tại mình đã xuất khẩu qua tất cả các thị trường trên thế giới, châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Thì đó là cái tổng quan sơ về Tôn Bomina. Còn bây giờ mình Hiền chia sẻ về cái việc mà triển khai dự án của Tôn Bomina. Thì Tôn Bomina do là cái công ty con của thép Bomina, cho nên là thép Bomina thì đã có một cái hệ thống ERP triển khai từ năm 2008, rồi là một trong những cái đơn vị ở Việt Nam mà triển khai hệ thống ERP sớm nhất tại Việt Nam. Thì cho nên là sau từ 2008 cho đến thời điểm mà bên Tôn Bomina triển khai, thì bên thép Bomina đã sử dụng cái hệ thống đó hơn 10 năm rồi, và mọi người đã quen với cái việc là phải có hệ thống ERP. Thì thật sự là từ hồi trước khi mà Huyền triển khai cái hệ thống của thép Bomina thì nó phải thay đổi rất là nhiều, mình phải chuyển đổi từ một cái tập đoàn không có sử dụng hệ thống thành một cái tập đoàn sử dụng hệ thống. Thì cái thời điểm đó nó mới là cái thời điểm mà mình phải thay đổi bản thân mình rất là nhiều, thay đổi những cái quy trình mình phải chuẩn bị, và cái thời gian mình triển khai nó rất là mất thời gian, tại vì phải triển khai cho cả lúc đó là ba nhà máy, cho nên là nó rất là mất thời gian và nó rất là tốn nguồn lực. Nhưng mà sau khi mà triển khai cái hệ thống ERP tại thép Bomina, thì là mình qua cái quá trình sử dụng thì mình hiểu cái lợi ích của nó, mình biết rằng á là trong quá trình mình làm, đặc biệt là với một cái nhà máy lớn á, thì cái việc có cái hệ thống ERP là cái mà mình bắt buộc phải có. Mình không thể mình cảm thấy giống như mình không có mình một cái nhà máy mà chạy mà không có hệ thống đó, mình cảm thấy giống như lúc nào cũng thiếu thốn cái gì đó. Cho nên là khi mà nhà máy Tôn được bắt đầu xây dựng á, và thì là bên ban lãnh đạo là đã có cái chuẩn bị là mình phải có cái hệ thống ERP. Thì do là Tôn á, là một cái ngành nó tách biệt khỏi cái ngành sắt xây dựng của thép Bomina, cho nên là tập đoàn cũng đồng ý là cho bên Tôn sẽ tự nghiên cứu và tự tìm kiếm cái đối tác hoặc là cái phần mềm để mà triển khai riêng cái hệ thống cho bên mình. Để mình cũng không thể nào sử dụng cái hệ thống cũ để mà áp qua bên mình được. Thì cho nên là khi mà cái nhà máy của mình mà lúc đó nó nằm vào cái giai đoạn mà gần cuối dự án rồi đó, chuẩn bị đi vào sản xuất. Lúc đó là cũng chuẩn bị đi vào sản xuất, thì mình bắt đầu là đi tìm kiếm những đối tác, đi tìm kiếm những cái giải pháp. Thì Huyền nhớ là giai đoạn đó Huyền đã làm việc với các đối tác và trong vòng 6 tháng. Rất thật sự là mọi người nghĩ sao, tại sao mình dành đến 6 tháng để mình tìm kiếm đối tác, nhưng mà thật sự cái giai đoạn nó rất là quan trọng. Mình tìm kiếm đối tác, mình đưa ra, mình cụ thể hóa tất cả những cái gì mình mong muốn. Và làm việc với đối tác dựa trên những cái gì mình mong muốn đó, để mà khi mà triển khai á, là cả hai bên đều hiểu rõ là mình sẽ làm cái gì, mình cần phải làm cái gì. Thì 6 tháng đó thì là mình cũng là cái giai đoạn để mình chuẩn bị đội ngũ của mình, để đội ngũ của mình cũng hiểu cái mình sẽ làm, và để tìm kiếm mình lựa chọn cái giải pháp cho nó phù hợp và cái đối tác sẽ đi cùng với mình để mà triển khai cái giải pháp đó. Thì sau 6 tháng đó thì mình chọn cái giải pháp và chọn cái đội ngũ triển khai. Xong thì mình
ký hợp đồng và sau đó mình triển khai cái giải pháp đó, thì cái Huyền nghĩ là trong cái giai đoạn mà tìm kiếm đối tác đó, thì cái quan trọng nhất là mình phải hiểu rõ mình muốn gì. Tại như như bên 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 Tôn Bovina thì do mình đã có kinh nghiệm từ từ tập đoàn Thép Bovina, thì mình cũng có những cái bức tranh rất là rõ ràng là bản thân mình muốn cái gì. Thì khi mình liệt kê ra thì mình làm việc với đối tác họ cũng dễ để mà cùng với mình tìm những cái giải pháp cho những cái mong muốn của mình. Cái thứ hai nữa là mình phải tìm hiểu đối tác của mình, coi là họ có những cái giải pháp nào, rồi họ có thể dùng những cái giải pháp đó, cái cách họ dùng những cái giải pháp đó cho những cái yêu cầu của mình là như thế nào. Và nếu mà cái phần mềm mà nó đáp ứng được những cái điểm quan trọng nhất của mình, thì Huyền nghĩ đó là cái phần mềm mình có thể chọn. Mà còn về phía đối tác thì nếu là cái đối tác mà trong quá trình mình làm việc, mình tìm hiểu mà mình cảm thấy tin tưởng ở họ, mình cảm thấy là họ có thể đi cùng với mình đến cuối cùng, thì là đó là cái đối tác mà bên Huyền sẽ chọn. Thì bên Huyền khi mà làm á, thì là khi mà trao đổi giữa các đối tác với lại bên Huyền thì là tất cả các key user là phải tham gia, và tham gia để mà cảm nhận, để mà hiểu rõ cái giải pháp đó và để đánh giá cái đối tác mà sẽ làm việc với mình trong tương lai. Thì qua những cái buổi trao đổi làm việc đó thì sau đó thì các team bên mình cũng thường xuyên trao đổi lại với nhau, rồi đánh giá coi là giải pháp nào phù hợp, đánh giá coi là đội triển khai nào, cái đối tác triển khai nào sẽ là phù hợp với bên mình. Thì qua những cái đóng góp đó thì cuối cùng thì mình cũng chọn được cái giải pháp phù hợp và cái đối tác phù hợp với bên mình. Còn Huyền nghĩ trong cái quá trình mà triển khai á, thì Huyền nghĩ cái quan trọng nhất là mình bám sát với những cái gì mình đã đề ra ngay từ đầu. Mình bám sát với những cái yêu cầu của mình đề ra ngay từ đầu, cả hai bên cùng bám sát trên cái đó và cùng nhau giải quyết những cái vấn đề phát sinh trong quá trình mình đạt được từng mục trong cái mong muốn ban đầu của mình. Cái đó là cái mục tiêu. Còn cái với đối tác thì Huyền nghĩ là với nội bộ mình trước thì Huyền nghĩ là mình phải có một cái đội ngũ key user phải nắm vững cái nghiệp vụ, mà nếu mà họ có kinh nghiệm triển khai ERP thì cái đó là càng tốt nữa, nhưng quan trọng nhất là họ phải nắm vững nghiệp vụ của mình và cái người mà là project manager của cả hai bên thì phải biết cách để mà làm việc thúc đẩy và làm việc với cái tinh thần hợp tác làm sao để cho cái dự án của mình nó đi tới cái mục tiêu cuối cùng. Còn về phía đối tác á, thì Huyền nghĩ là đối tác họ cũng giống như bên Huyền vậy đó, họ cũng phải nghĩ tới cái mục tiêu cuối cùng là hoàn thành dự án, và họ cũng phải đảm bảo cái đội ngũ của họ. Thì thật ra cái việc đảm bảo đội ngũ thì nó cũng hơi khó, tại đôi lúc là cũng có những cái xáo trộn giữa đội ngũ của cả hai bên. Nhưng mà nếu mà đối tác tốt, hoặc là mình dựa vào cái sự hỗ trợ của hai bên tốt, thì Huyền nghĩ những cái đó nó có thể làm chậm đi một tí, nhưng mà nó không thể ảnh hưởng đến cái mục tiêu chung của dự án. Thì đừng để những cái việc đó ảnh hưởng đến mục tiêu chung của dự án, thì cái đó là cái điều tốt nhất. Thì còn nếu mà hỏi có cái phát sinh nào trong cái quá trình triển khai dự án không, thì thật ra cái đó phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc mình chuẩn bị ngay từ ban đầu. Nếu mà mình chuẩn bị tốt thì cái phát sinh nó sẽ ít, còn nếu mình chuẩn bị thiếu, mình chuẩn bị không kỹ thì cái phát sinh nó nhiều, nó sẽ gây ra nhiều cái phát sinh về chi phí, hoặc là có những cái nó sẽ rất là khó khăn cho cả hai bên. Cho nên là thì nghĩ cái tốt nhất vẫn là mình có cái sự chuẩn bị rõ ràng, mình hiểu rõ mình cần gì ở hệ thống và mình cần triển khai như thế nào đó cho cái doanh nghiệp của mình. Là cái đó là cái mà thì nghĩ là cái nó mang lại hiệu quả nhiều nhất. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình trong quá trình triển khai dự án. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn mọi người.
Thì cái sự chia sẻ của Huyền thì rất là đầy đủ. Thì cái đầu tiên đó là mình thấy là lựa chọn đối tác nè, lựa chọn giải pháp nè, có một cái hay nữa là lựa chọn nội bộ nè cho cái người tham gia, rồi sau đó là cái khó khăn như thế nào. Thì trong cái lựa chọn giải pháp á, thì hiểu rõ mình muốn gì. Thì hiểu rõ mình muốn gì là rất giống tới cái chỗ anh Phí anh Tuấn á, là làm sao mình lượng hóa được, làm sao mình đưa ra được những cái tiêu chí, làm sao mình biết mình muốn gì. Rồi cái vấn đề thứ hai thì Huyền đưa ra là hiểu rõ đối tác. Thì thông qua cách anh Tuấn cũng rất là phù hợp với anh Tuấn, về cách đánh giá, về cách demo, về cách phương pháp khảo sát, rồi coi cái giải pháp đó đáp ứng những yêu cầu hay không. Thì Huyền cũng chia sẻ thêm một số là mình đã thấy được là lựa chọn đối tác rồi mà, lựa chọn giải pháp rồi, nhưng còn có một yếu tố mà khi mà Huyền trao đổi thì anh mới lóe lên là cái việc là lựa chọn cái những cái nhân sự nội bộ của mình á, thì những cái tiêu chí nào để mình lựa chọn và cái cách cái lựa chọn như thế nào, thì có thể chia sẻ thêm. Anh nói lại giùm em chút xíu. Lựa chọn những cái nhân sự nội bộ của mình để tham gia dự án, thì cái cách nào để mình lựa chọn nó phù hợp? Thật ra bên em thì cũng may mắn đó, là tại vì bên em thì là công ty mới cho nên cũng phải lụm người của những cái đơn vị khác về cũng hơi nhiều. Cho nên là trong quá trình lụm thì em cũng lụm được một số bạn có đã triển khai trong ngành. Nhưng mà thật ra cái đó nó chỉ bên, thật ra bên em đã có người để mà triển khai đa số tất cả các phân hệ rồi, chỉ có bên em chưa có kinh nghiệm về cái phần sản xuất thôi, tại vì sản xuất và QC thì nó hơi khác so với cái bên sắp xây dựng. Thì may mắn sao thì bên em lại có người đã từng triển khai cái phân hệ đó, cho nên là với cái nhân sự của bên em đã triển khai tất cả những cái đã có kinh nghiệm và đã làm thực tế ở thép Bovina, những cái phân hệ như mua hàng, bán hàng, kế toán, bảo trì, thì là nó cũng cover cũng gần hết rồi. Thì còn cái phần sản xuất với QC thì nó hơi khác, thì nhưng mà cái sản xuất với QC được cái một nó khác, nhưng mà một phần nữa là nó cũng khá là quy chuẩn, cho nên là khi mà tìm cái khi mà đưa ra những cái gì mong muốn của bên mình á, thì nó cũng rõ ràng, và cái đội ngũ bên em á, là đã có trải nghiệm ở công ty ở tại Thép Buna hoặc ở những cái công ty cũ của họ, thì là họ cũng rất là vững. Với lại khi mà em chuẩn bị á, thì em một phân hệ thì em sẽ cố gắng là có hai bạn để luôn backup cho nhau. Nếu mà có một bạn mà có vấn đề gì đó không thể có mặt hoặc là nghỉ gì đó thì là vẫn còn bạn thứ hai, thì cái đó để mình chắc ăn cái đội ngũ của mình khi tham gia. Có một cái câu hỏi hơi chi tiết về hệ thống một chút, là có sự tích hợp nào với hệ thống thép Bovina không? Cái hệ thống ERP của Tôn Bovina có tích hợp với hệ thống thép Bovina hay không? Hiện tại là không á. Tại hai cái riêng đúng không? Hai cái riêng, và bên thật ra cũng không có cần thiết á, thì bên em sẽ báo cáo tích hợp, sẽ có nghĩa là bên em sẽ báo cáo rồi sau đó gửi báo cáo về cho group là được, để làm báo cáo hợp nhất thôi, chứ cũng không cần phải ấy, tại nó khác nhau. Có một câu hỏi cũng hơi chi tiết cho Huyền, đó là đánh giá sơ bộ đến thời điểm này của giải pháp đó thì như thế nào rồi? Để giải pháp đó là giải pháp đó là giải pháp info sai line nha anh Trí. Cái phần mềm ERP mà lúc trước Thép Bovina chọn á là SAP, thì hiện tại thì vẫn đang sử dụng. Còn bên mình khi mà trong quá trình chọn lựa thì cuối cùng là chọn InfoSailline. Thì hiện tại thì đã mình đã sử dụng được gần 2 năm rồi, 1 năm rưỡi 2 năm rồi, thì mọi việc rất là ok, cũng nói chung đáp ứng được hết những cái kỳ vọng của bên mình. Thì cảm ơn Huyền. Thì có một câu hỏi cũng cho anh Tuấn này, thì thấy là anh Tuấn là một đơn vị chuyên về đi về tư vấn để mà chọn lựa, nhưng bên Huyền nó lại tự làm đó, thì tại vì Huyền tự làm, Huyền đã trải qua một vài dự án rồi, thì cái lời khuyên nào cho của Huyền á, cho
cho mọi người mà nên có nên tự làm không, hay là mình có thể nên tư vấn. Hello anh Tuấn. Ơi À, khi nào mình nên tự làm và khi nào mình nên thuê tư vấn nhỉ? Thì tự làm kìa. thực ra là thế này này, thuê tư vấn thì khi khi có mấy cái, một là năng lực của trưởng dự án mà mình thấy nó chưa đủ. Đấy, tức là coi như là đấy là trưởng dự án của cái project. Ở đây là may mắn là chỗ Huyền ấy là đã triển khai các dự án nhiều rồi nên là mình tự tin mình làm được. Đấy 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 là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai á, là thuê tư vấn á, đôi khi trong trường hợp speed up, mặc dù có thể là mình đang có cái năng lực về mặt nội bộ rồi nhưng mà vẫn có thêm tư vấn ở bên ngoài á, thì nó sẽ hỗ trợ thêm để mà speed up dự án. Thế là đây là mình đang nói về quan điểm của một người tư vấn độc lập nhé. Đấy thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là mình chưa đủ năng lực thì mình không bàn rồi. Thế, nhưng mà có tư vấn, có chủ dự án ở bên bên nội bộ cũng giống như là tư vấn bên ngoài ấy, thì vẫn phải xác định với nhau rằng là các anh chị key user ấy, đấy là tham gia vào trong cái quá trình xây dựng và yêu cầu ấy, RFP ấy, là rất rất là quan trọng và rất là cần thiết. Bởi vì ngoài câu chuyện xây dựng ra cái yêu cầu và hiểu rõ mình muốn gì ấy, thì trong những cái quá trình trao đổi như vậy, như mình nói ban đầu đấy, nó là một cái thời gian để mà cuối cùng là chúng ta ngồi là cọ sát những cái nhu cầu, cái tranh luận, cái tìm hiểu của các cái giải pháp khác, thì như vậy nó sẽ giảm thiểu rủi ro rất là nhiều so với không làm, tức là trong tương lai. Nên tóm lại là có tư vấn hay không thì mọi người vẫn cứ phải xông vào làm thật nhiều, chứ không phải là rồi cuối cùng là khoán trắng cho ông tư vấn là ôi thế là ông ngồi ông soạn cho tôi. Bây giờ nó có một cái suy nghĩ rất là buồn cười, là không phải buồn cười, xin lỗi, mình không dùng buồn cười, nhưng mà mình cho là nó chưa thật là chuẩn chỉnh. Tôi thuê tư vấn rồi, thế là ông cứ ngồi viết hết cho tôi, giống như là đi thuê một cái ông để đi làm hộ ấy, thì cái đấy nó chưa chuẩn chỉnh, bởi vì thực tế nó cái đấy nó không phát huy hết được cái hiệu năng đâu. Thế thì đấy là trả lời câu hỏi của Thảo vậy. Hợp lý anh, đúng rồi, hợp lý. Thì cái đó là cái cùng mình mà, đúng rồi, thì không thể khoáng trắng cho tư vấn được. Thì em cũng đồng ý với anh là mình phải lượng hóa, em cũng đồng ý với Huyền là mình phải biết mình muốn gì. Nhưng mà trong quá trình làm việc của em á, em lại gặp một số vấn đề là nhiều doanh nghiệp lại không biết mình muốn gì và không biết cách để làm cho mình biết mình muốn gì. Thì bây giờ cái đó thì mình xử lý sao? Không biết mình muốn gì thì mình làm sao mình biết? Huyền có gặp khó khăn đó không khi quá trình mình làm được không? Cái dự án sau thì không mà. Cái dự án đầu tiên của em á thì thật ra là lúc đó thì đúng là mình nó quá mới đi anh, mình không hiểu là cái gì, mình chỉ biết là mình phải tham gia nó và mình copy những cái gì mình đang làm đưa lên cho nó, có nghĩa đưa lên cái hệ thống, có nghĩa là mình đang làm cái gì rồi mình đưa cái quy trình nó lên hệ thống như thế nào, thì mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà trong cái quá trình mà để đưa lên hệ thống tất cả những cái quy trình hiện tại của mình á thì là mình phải chỉnh sửa rất là nhiều, tại vì cái quy trình của mình khi ban đầu á, khi mà mình chưa có hệ thống á, thì nó sẽ khác, và khi mà đưa lên hệ thống thì nó phải đi theo cái luồng hệ thống cho nó hợp lý, cho nó logic đó. Thì ban đầu á, khi mà mình chưa có khái niệm ERP là gì á, thì mình không hiểu những cái đó, mình rất là mơ hồ, thì mình dễ gây với lại bên triển khai lắm đó. Nhưng mà khi mà dần dần mình làm rồi á, thì mình sẽ hiểu là mình cần cái gì, tại sao hệ thống nó lại chạy như vậy, và tại sao cái này được cái kia không được. Thì là cái quá trình mà triển khai cho thép á, thì nó rất là lâu và nó nhiều giai đoạn nữa, cho nên nó là giống như là mình vừa làm và vừa học cái quá trình đó luôn. Mình cứ chỉnh dần dần và mình đưa lên hệ thống của mình dần dần đó. Chứ còn mà nói như cái giai đoạn thép á, mà mình muốn cái gì ngay từ đầu á, thì là có thể những cái project manager với lại
lúc đó cái ban lãnh đạo triển khai lúc đó thì có, nhưng mà khi mà Huyền làm kia chưa sợ thì Huyền rất là mới và không có hiểu. Thì lúc đó thì được cái là mình có cái cam kết rất là lớn, Bovina lúc đó có cái cam kết rất là lớn là sẽ phải hoàn thành cái hệ thống đó, cho nên là dù là thời gian dài và dù là mới mẻ, dù phải thay đổi rất là nhiều thứ thì cuối cùng là mình vẫn hoàn thành, vẫn làm tốt. Nhưng mà cái dự án thứ hai thì nó nhẹ nhàng, nó dễ hơn rất là nhiều khi mình thấy rõ, mình hiểu rõ, có cái tư duy của gì rồi. Thì về mặt về với anh Tuấn, sao anh Tuấn, anh có gặp cái khách hàng nào mà còn không biết muốn gì đây không? Là thường xuyên luôn Thảo ơi, tức là từ nãy nghe cái bài trình bày của Nam ấy, là ẩn ở trong đó nó có một cái câu chuyện thứ hai nữa, là mình cho rằng là một trong cái dự án mà ERP mà triển khai thành công, nó giảm thiểu rủi ro đấy, nó còn có một cái vị trí nữa mà dường như mọi người chưa thật chú trọng 100% đâu, tức là đấy là công tác truyền thông. Công tác truyền thông đấy nó sẽ giúp cho mọi người có nhìn cùng vào một cái mục tiêu là một. Thứ hai nữa là người ta hiểu được. Tức là đôi khi là nhiều ông chuyên gia đến thì nói nó quá phức tạp. Mà cái ông truyền thông mà ông nói giỏi, ông nói nó tốt ấy, thì là nó sẽ tự nhiên là mọi chuyện nó trở nên là nhẹ nhàng hơn. Thì đó mình sẽ lấy một cái ví dụ. Thế quay trở lại cái câu hỏi của Thảo ban đầu ấy, thì mình cho rằng là như thế này này. Tức là phần lớn là không phải người ta không biết đâu. Người ta biết người ta muốn cái gì về mặt nghiệp vụ, nhưng mà người ta trình bày mang cái tính hệ thống, mang cái tính chất trở thành document hóa được ấy, thì họ gặp lúng túng. Thế thì từ đó dẫn đến ấy, nó có mấy vấn đề thôi. Anh tư vấn hoặc là anh trưởng dự án, mình nghĩ là Huyền nói thế thôi, nhưng mà Huyền sẽ có những cái khéo ấy. Tức là cuối cùng ấy, là mình cứ khơi gợi và có một chút về khả năng sư phạm thì tự nhiên ấy, là mình hỏi nó đúng. Và nó dùng với ngữ cảnh và cái ngôn ngữ của người dùng đầu cuối ấy, thì tự nhiên người ta ào ào người ta nói ra. Rồi sau đó thì mình bắt đầu hệ thống hóa lại thành cái document. Và sau đó mình quay lại trở lại review với họ ấy, thì tự nhiên là họ đưa ra rất là tốt. Đấy đấy, Thảo hình dung không? Như vậy là dẫn đến là chúng ta nhìn nhận này, người end user hoặc key user họ rất dành về nghiệp vụ. Đặc biệt là những tình huống ad hoc. Bởi vì là cái đấy họ phải xử lý hàng ngày mà. Thì cái khéo của cái ông mà project manager hoặc là cái ông tư vấn ấy, ông làm sao ông khơi gợi để ông nhận diện được cái ad hoc đó, thì ông phải còn rút khả năng soft skill hay là gọi là khả năng sư phạm một chút đấy Thảo, cộng với lại là hóa thành document đấy. Và nhiều khi ấy, là có những cái câu nó chỉ đơn giản thôi, mình lấy một cái ví dụ này mình đã kể nhiều rồi, cứ nhiều ông tư vấn đến, không biết Nam có bị gặp không, nhưng mà cứ nhiều ông tư vấn đến là ngồi nói rằng phải đổi quy trình như thế nó mới đúng, nghe xong là người ta đang nhìn thấy là bị cưỡng bức rồi. Mà mình hay lấy một cái ví dụ này. À, anh mới ít tiền nên anh mua cái xe máy. Thế là quy trình là gì? Lên xe máy đội cái mũ bảo hiểm. Một là để bảo vệ cái đầu của mình bị té, hai là không bị phạt. Có tiền thì mua cái ô tô, xin mời các ông bỏ hộ tôi cái nồi cơm điện ra khỏi cái đầu. Ngồi lên trên cái vô lăng ấy, thì bỏ cái nồi cơm điện ra, thắt cái seat belt vào. Thế là tự nhiên là công cụ khác thì quy trình khác. Nó chỉ là đơn giản vậy thôi. Đấy là một cái ví dụ. Cái ví dụ thứ hai ấy, mình muốn chia sẻ thêm ấy, là này. Mọi người cứ, nhất là những người end user, người ta rất hay thắc mắc, người ta sẽ hỏi tại sao. Mình bảo có những cái không nên hỏi. Bây giờ ví dụ như là các anh chị mua cái xe máy, các anh chị có biết được cái chế tạo hộp số không? Cái cơ cấu hộp số không? Không biết. Nhưng mà cứ lên hướng dẫn phát, xe mua cái xe đời cũ cái, là đề xe, đạp xe cái, xong rồi đạp xe về sau là thành số 1. Đạp hai cái nữa là thành là qua số 0 về số 2. Thế thì có cái xe tròn, số tròn thì cứ thế là đạp cái là nó cứ quay tròn nữa, thế là thành vào số. Anh chị có biết người ta chế tạo cái hộp số nào không? Dạ không. Thế mà chỉ có 2 tiếng đồng hồ sau là biết hộp số. Thôi xin mời quy trình như vậy. Không hỏi nhiều, cứ thế là. Đấy, thế là nó xong thôi. Không biết là Huyền thì có gặp cái đoạn đấy không, nhưng mà đi giải thích như thế đấy. Hỏi phải ngồi bàn nhiều. Thế là tự nhiên là công việc nó nhanh thôi. Đấy, ví dụ là mình chia sẻ thêm một chút xíu đấy. Đúng, em rất là đồng quan điểm với anh Tuấn cái chuyện đó. Nhưng mà đúng là cái sự vai trò của người tư vấn, cái đoạn đó rất là quan trọng. Tại vì end user hay là key user họ chỉ là focus vào cái business activity hoạt động hàng ngày của họ và cái ngôn ngữ của họ. Đâm ra mình phải là người tư vấn thì phải hiểu, từ đó mình mới diễn dịch ra cái ngôn ngữ đó để đưa hệ thống như thế nào. Thì em đề cao ý rất cũng hay và thấy được cái vai trò của cái nhà tư vấn ở đây. Thì nếu mà mình thuê được người tư vấn như anh Tuấn rồi thì rất là an tâm rồi.
Nhưng mà nếu không mà có đâu, không có đâu. Em tớ thôi. Ý là mọi người đi cũng cười. Không, nó đùa thôi chứ đấy là vị trí ví dụ. Nó thật ra là như thế, Nam có thể chia sẻ thêm tí cho nó vui. Em thấy anh Tuấn nói ý rất là đúng. Lật lại cái bài trình bày đầu tiên của anh Tuấn với em á, thì có nói cái vấn đề là cái alo mọi người nghe không ạ? À, đó. Thì lật cái bài đầu tiên trình bày của em với anh Tuấn ấy, thì có nói cái vấn đề là tư vấn thì mang đúng nghĩa tư vấn. Thì là mình mô phỏng hoàn toàn cái giải pháp khách hàng vào trong cái hệ thống. Thì nó đơn giản không ạ? Nó không phải đơn giản đâu, nó khó đấy, rất là khó. Nhưng mà nó chưa đủ. Nó phải tư vấn thêm nữa là nếu khách hàng thay đổi cái giải pháp một xíu, thay đổi cái quy trình một tí thôi, thì nó sẽ phù hợp hơn cả về mặt phần mềm kỹ thuật và cả về mặt nghiệp vụ, mà vẫn nó đi đến cái kết quả cuối cùng vẫn đạt được. Đấy, thì cái đó mới khó. Tại vì em đi gặp nhiều khách hàng ấy, khi em mô phỏng xong rồi ấy, xong rồi mô phỏng xong hết rồi, xong rồi người ta kêu phức tạp quá. Tại vì bên ngoài tôi làm Excel, tôi làm Zalo, nhắn tin Zalo hoặc là tôi chat qua phát là xong rồi. Nhưng mà hệ thống anh phải duyệt qua cấp này duyệt, rút qua người kia, rồi phải bấm nút này nút kia, nó phức tạp. Có cái nào nhanh hơn không? À, thì lúc đó nói đó, lúc đó là đó, ngay quy trình mọi người cũng thấy bên ngoài phức tạp, nhưng do cái công cụ mọi người làm nó linh hoạt quá, mọi người thấy nó bình thường. Nhưng khi đưa lên hệ thống nó cần những cái chuẩn chỉ, nó cần những bước, mà những bước đó cần phải được lưu trữ lại để mà làm cái gọi là cái audit sau này, làm kiểm toán sau này đi. Đó, kiểm toán công nghệ thông tin là kiểm toán tài chính. Đấy, thì dẫn đến là lại cần sự thay đổi về mặt quy trình. Đó, do đó là ngoài cái việc mà mình tư vấn không áp đặt, tư vấn sẽ tìm cách mô phỏng, nhưng mà đôi lúc có những cái quy trình á mà người dùng á có thể đâu đó có thể nên nên nghe theo tư vấn một chút, là bẻ quy trình một xíu, có thể thay đổi quy trình một tí, kết quả vẫn đạt được, sự kiểm soát vẫn có, nhưng mà nó nhanh hơn một chút. Đấy, chẳng hạn. Nhưng mà thực sự á thì em thấy vậy này, khi ERP mà trải qua những hàng chục năm phát triển đấy, thì những cái quy trình đấy nó đạt đến cái tầm là best practice rồi, tức nó đạt đến cái ngưỡng là gần như là chuẩn cho những cái ngành nghề rồi. Do đó nếu doanh nghiệp mà có áp cái quy trình vào á, thì gần như là nó cũng khá là fit, nó khá phù hợp, nó gần như là nó thiếu thốn chút chút thôi, nếu nó đạt đến cái tầm là nó hoàn chỉnh thôi. Còn lại là cái nhiệm vụ của nhà tư vấn chỉ là đơn giản là giải đáp một số cái ad hoc như anh Tuấn Thành nói đấy. Chắc chắn là Bobina hoặc là những khách hàng khác đều có những cái ad hoc phát sinh thường ngày, mà chắc chắn là không có phần mềm nào có thể giải quyết một cách trọn vẹn được hết. Đó mới là cái cần kinh nghiệm của tư vấn để sử dụng phần mềm cho hiệu quả và nhanh gọn nhất đối với cái ad hoc đấy. Đó. Vâng ạ, anh xin hết ạ. Cảm ơn Nam. Anh Tuấn ơi, em có một cái câu hỏi này, tuy em chưa hiểu rõ nhưng mà nó có một cái ý em hiểu cũng rất là hay, là làm sao để đánh giá được nhu cầu và nguồn lực doanh nghiệp khi sử dụng ERP? Cái này thì mình chia sẻ luôn một cái case study thực tế luôn. Tức là trước đấy nó có một cái câu chuyện là đánh giá mức độ sẵn sàng. Bạn mình dùng cái từ nó gọi là mature ấy, mức độ trưởng thành của audit lại. Đấy thì mình có một cái khách hàng, nếu mà mọi người không ngại xem slide thì mình lướt nhanh để mọi người hình dung đấy làm nó như thế nào. Thế nhưng mà họ triển khai hai lần dự án ERP thất bại rồi. Thế sau đó rồi cuối cùng là loay hoay thế nào thì mình đến mình nói với anh chủ tịch rằng là bản thân các anh phải audit lại đi. Hai lần thất bại đấy không chỉ phải là chưa chắc đấy là vì giải pháp, chưa chắc đấy là đơn vị triển khai, mà tổ chức nội tại của mình có thể có vấn đề. Thế xong đó rồi anh cũng đồng ý, anh ấy cũng đồng ý, thế xong đó rồi mình cũng làm. Thì mình có thể sâu thật là nhanh thôi, chứ còn vì là thời gian thì nó không có ấy, nhưng mà để cho mọi người nhìn nó có cái hình tượng. Ở đấy thì đây mình thử chia sẻ luôn. Còn nhiều câu hỏi anh, còn nhiều câu hỏi. Ở đó. Không thì thôi thì anh chia sẻ thôi. Thì bây giờ này, tức là nó sẽ dẫn đến một cái câu hỏi là cuối cùng là cũng lại lượng hóa ra. Thế là mình sẽ đánh giá là về mức độ sẵn sàng về kỹ thuật, quy trình, dữ liệu và văn hóa. Thế sau đó sau khi mình làm xong ấy thì là mình sẽ có một loạt các câu hỏi này, thì nó sẽ ra các cái điểm đánh giá như vậy. Nó ra dashboard này. Đấy, nó ra dashboard này thì khi mà mình làm cái này xong một cái là anh chủ tịch bảo đúng rồi, coi như tất cả cái này hồi trước anh cứ lơ mơ nhưng mà bây giờ mình đưa nó ra. À, thế thì nói chung là cái câu chuyện này ấy, thì là nó là thành audit thôi, và lượng hóa được ấy, thì tự nhiên mình đánh giá nó rất là
tốt, và sau đấy là sau khi mình tư vấn xong, họ giải pháp xong thì mình rất là vui khi mà lúc vào trong buổi go live, anh chủ tịch anh nói là coi như mình tiêu xứng đáng đến từng đồng của ông tư vấn, là dự án mình thành công. Đó, đấy là hợp lý, bóc lột được ông tư vấn. Rồi cái câu hỏi tiếp theo thì nó cũng hơi rủi ro khi triển khai ERP. Thì không biết là anh Tuấn hay Nam trả lời câu hỏi gì. Có rủi ro nào không? Anh Tuấn nhỉ? Nam trả lời trước đi, không có lẽ anh cứ nói mãi. Thường quá. Huyền tôi từ cười. Bảo anh Tuấn nói trước. Rồi. Để em nói trước. Về mặt về IAP đi, là về đối tác triển khai đi, thì có cái rủi ro gì ạ? Thì có cái rủi ro là cái scope work ấy, là cái phạm vi công việc đấy, thì ngay từ đầu chúng ta thống nhất với nhau một số phạm vi công việc dựa trên cái nhu cầu của khách hàng và cái năng lực của bị triển khai, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà mọi người biết đấy, ngay từ đầu mọi người cái bước chuẩn bị ấy, nó chưa chắc là chính xác 100% đâu. Mọi người cứ nghĩ là đúng như vậy, nó có như vậy đấy, nhưng mà khi triển khai thực tế nó sẽ phát sinh rất nhiều những vấn đề. Và đòi hỏi là phải cần customize, rồi cần thêm những module này, thêm tính năng này, thêm thậm chí thêm cả cái những cái phần hệ khác nữa cơ. Đó, mà nó nằm ngoài cái dự tính ban đầu. Thì đó là cái rủi ro ban đầu, là do cái công tác chuẩn bị chưa được chắc chắn. Ngoài ra do cũng một phần là bên đối tác triển khai chưa hỏi kỹ, tức là phải tìm hiểu kỹ cái quy trình nghiệp vụ, tìm hiểu kỹ toàn bộ những cái nhu cầu ngay từ đầu, và mô tả cho khách hàng biết là cái khả năng của doanh nghiệp, khả năng của cái phần mềm đến đâu. Để doanh nghiệp họ người ta không kỳ vọng quá, thậm chí người ta cũng không có thể có những cái ý tưởng nó quá xa vời so với cái phần giải pháp hiện tại. Đó, đồng thời người ta có được là người ta nên làm gì trước, nên làm gì sau. Do đó cái việc mà chia phase nó rất quan trọng trong cái việc mà triển khai hệ thống, đặc biệt những công ty lớn hoặc những công ty mà họ chưa biết nhu cầu họ đi đến đâu, họ thể làm trước cái này, làm trước tiếp theo cái kia. Thì do đó là cái việc mà chia scope work em nghĩ là cái việc cực quan trọng, và nó để dẫn đến sự rủi ro xong trong cái đơn vị triển khai là khách hàng, là dự án nó kéo dài do đi đến cái đoạn này làm xong, ví dụ làm xong cái module quản lý dự án hoặc module kế toán, người ta nghĩ đến là thôi làm tiếp cái module, vì tôi nghĩ sau này tôi cần thêm cái bán hàng, làm thêm module CRM đi đó, rồi làm xong cái sản xuất rồi nói ban đầu không cần cái module quản lý chất lượng đâu, làm bằng tay cũng được, họ có cái đội ngũ quản lý chất lượng, họ có document bằng giấy, họ có xe cũng được. Sau này nghĩ lại thêm đội ngũ quản lý chất lượng cũng hay, thì cũng nghĩ là cần thêm cái sự tự động hóa trong quản lý chất lượng nữa, thôi mua thêm phần quản lý chất lượng nữa. Đó, cứ như vậy lại phát sinh thêm. Ngoài ra cái đó còn đơn giản, tại vì nó trong module lắp ghép của sản phẩm ERP. Nhưng mà có những cái mà ban đầu mình chưa khảo sát kỹ, nó liên quan đến cái việc mà ERP cần phải customize mới làm được, cái đó nó phức tạp tại vì nó ẩn. Ngoài việc tìm không nghĩ đó là nó sẽ phát sinh, là ví dụ như cái phần xét duyệt đi, nhiều công ty họ cần phần xét duyệt theo kiểu cái ma trận, có rất nhiều cái phòng ban cùng tham gia, mỗi phòng ban lại có nhiều nhóm nhỏ cùng xét duyệt, những cái ma trận đấy không phải ERP nào cũng đáp ứng được, và cần customize nhiều thêm, và họ cần dùng một cái module khác, giải pháp khác đấy, như InfoOS chẳng hạn, hoặc những cái module khác để mà tham gia cái việc đấy. Nhưng ban đầu mình không tìm hiểu kỹ, những đến là việc customize rất nhiều, thậm chí nó tạo lại sự thất vọng khách hàng nữa, và kéo dài dự án một cách không đáng có. Đó là cái đứng quan điểm góc nhìn của bên triển khai của em ạ. Anh bổ sung thêm một tí nào, tức là bây giờ về mặt nguyên tắc là như thế này, tức là các cái giải pháp mà mình chọn như kiểu Info hay là SAP hay Oracle thì cái domain expertise và cái kinh nghiệm về quản trị trong đấy nó nhiều rồi. Vấn đề là bây giờ thứ hai nữa là cái rủi ro mà dự án nó bị gãy hoàn toàn cũng ít đi. Lý do là bởi vì bản thân hiểu biết của khách hàng cũng lớn lên, đấy, cũng được bề dày nó cao như chỗ của Huyền, hay là kinh nghiệm của anh em triển khai nó cũng lớn lên rồi, nên là một dự án mà rủi ro bị gãy hoàn toàn là không có. Nhưng rủi ro theo quan điểm của mình nó gồm có mấy yếu tố này. Một, đấy là câu chuyện anh không mua bỏ tiền rất nhiều nhưng anh không khai thác hết tính năng của giải pháp. Giải pháp Info rất mạnh, mình đã ngồi dày vò Info rất là nhiều rồi, xem rồi từ cả cá nhân hóa rồi. Nhưng mà cuối cùng mình mua về mình có khai thác hết không? Đôi khi mình mua về mà mình không khai thác hết, thiếu dư công suất, lãng phí tiền. Đấy là lúc bây giờ là phải vai trò của ông tư vấn triển khai để khai thác được hết. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là câu chuyện thứ hai nữa là chúng ta nếu như trong quá trình làm mà chúng ta hướng tới ứng dụng ERP để phục vụ cho operation thì mình mới chỉ khai thác hiệu năng có 60% thôi.
thậm chí là 50% thôi. Thực ra hệ thống ERP nó phải có một cái rất là lớn là trả cái kết quả phân tích cho ông lãnh đạo. Đấy, thế thì nó dẫn đến cái câu chuyện là đưa ra các cái chỉ tiêu phục vụ cho ông lãnh đạo ngay từ đầu để chuẩn hóa data, để chuẩn hóa dữ liệu và đồng thời để cập nhật. À, thì cái này ấy là một cái mà mình cho rằng tổn thất rất là lớn. Mình không dám nói tên nhưng mà bây giờ mình đang ngồi trong vòng có khoảng 2 năm trở lại đây á, mình đi audit, người ta bỏ ra những cái dự án, bỏ tiền ra mua cả triệu đô, 2 triệu đô ERP. Nhưng mà lúc nãy trong lúc trình bày của mình nó có nói về câu chuyện vẽ truyền hình đấy. Đấy, lúc nãy là mình đồng ý với Nam đấy, tức là cái ông tư vấn ấy, ông phải làm sao ông chứng minh được cho ông khách hàng rằng là ông thay đổi cái quy trình đi thì ông sẽ có hiệu năng và lợi ích nhiều hơn rất là nhiều. Và ông phải dám nói cái câu chuyện đấy, chứ còn tránh cái tình trạng là thôi thì cứ mau mau để nghiệm thu xong ngày sai ớp xong ngày cuối cùng nghe lấy tiền. Thế thì dẫn đến là mình đã từng audit những cái dự án mà mình giấu tên của sản phẩm, tức là coi như là làm rất là tự hào là go live trong vòng có khoảng 5-6-7 tháng như đấy, nhưng mà đến lúc cuối cùng làm xong, chạy xong operation rồi, giám đốc với lãnh đạo chả có cái thông tin gì để hỗ trợ điều hành quyết định cả. Và cuối cùng là gần như là cuối cùng mình lại bảo nếu thế thì phải làm lại, tức là phải đi triển khai lại từ đầu thì nó mới đủ được, bởi vì mình tổ chức ngay từ đầu mà. Đấy, thì đấy là cái mà mình cho là rủi ro lớn nhất khi mà lựa chọn hệ thống ERP. Bây giờ đấy, thời điểm bây giờ là rủi ro lớn nhất, không khai thác cái hiệu năng. Thứ hai, không phục vụ cho công tác quản trị. À, thì đấy là cái mà trả lời của mình trong câu hỏi của ta. Em cảm ơn anh Tuấn. Thì chắc là xin cái câu hỏi cuối cùng cho chị Huyền, đó là cái lời khuyên nào cho các doanh nghiệp mà đang chuẩn bị đầu tư ERP. Thì mình đã chọn lựa rồi, thì cái lời khuyên nào cho những người mà đang chuẩn bị sẽ chọn, thì chắc nhờ chị Huyền. Theo Huyền thì mình trước tiên thì Huyền nghĩ là mình phải hiểu rõ ERP là gì, và mình cần ERP để làm gì, nó giúp ích gì cho doanh nghiệp của mình. Trước khi mình có ERP thì như thế nào, sau khi mình có ERP thì mình hình dung cái doanh nghiệp mình như thế nào, thì nghĩ cái đó là cái giống như là cái mục tiêu của mình, cái mà mình để mình bám theo mình làm. Cái thứ hai nữa là sau khi mình xác định là mình phải có ERP rồi thì mình cần dành nhiều thời gian để mà chọn giải pháp, chọn đối tác. Và khi mình chọn giải pháp và chọn đối tác á, thì như khi mà Huyền làm á, thì một trong những cái tiêu chí của Huyền á là làm sao ít customize nhất có thể. Cái đó là tại vì càng nhiều customize sau này mình càng mệt, thì cái đó là cái kinh nghiệm của Huyền. Có những cái customize mình cứ nghĩ là mình cần, nhưng mà sau này mình sẽ theo nó rất là mệt và sẽ nhiều khi sẽ không, sau thời gian là sẽ không sử dụng nữa. Cho nên là ít nhất customize nhất có thể, cho nên cái giải pháp nào, cái đối tác nào mà đưa ít customize nhất thì sẽ thấy đó là một cái giải pháp và cái đối tác mà mình nghĩ là sẽ đỡ mệt hơn. Thì còn cái cuối cùng nữa là cái việc chuẩn bị cái đội ngũ của mình, chuẩn bị đội ngũ của mình và chuẩn bị cái nhu cầu của mình, và phải đảm bảo là đội ngũ của mình hiểu những cái nhu cầu của mình, hiểu những cái yêu cầu của mình, để tại vì mình không thể là người, nếu mà chỉ có một mình hoặc là một vài người để mà hiểu cái nhu cầu của mình thì mình không thể nào làm việc với đối tác được, tại vì suy cho cùng key user là những người ta sẽ làm việc với consultant ở bên phía đối tác. Cho nên là đội ngũ của mình phải hiểu rất là rõ, phải cùng hiểu rõ với mình thì là hai bên mới có thể dễ làm việc, chứ còn không mình mà cứ phải evolve vào thì nó sẽ rất là khó. Thì nghĩ đó là những cái mà Huyền nghĩ là cần thiết cho một doanh nghiệp trước khi mà mình triển khai, nếu mà không muốn triển khai. Có một câu hỏi, tỷ lệ nhân sự nghỉ việc bao nhiêu phần trăm khi triển khai xong ERP? Cái này nó hơi ngoài lề chút, nhưng mà nó trực tiếp cho chị Huyền nắm được tỷ lệ này không chị Huyền? Bên Huyền thì không có đâu, tại ngay từ đầu đã xác định là sẽ phải triển khai rồi mà. Rồi. Thì em thời gian cũng hết rồi, đâm ra chắc là mình cái câu nói cuối cùng là xin chị Huyền một món quà. Cho mọi người tham gia, đó là đầu tiên á, là anh Tuấn có nói về vấn đề về site visit á, tham quan khách hàng á, thì rất mong là
có một số khách hàng họ cũng có cái nhu cầu hay là có cái thiện chí là muốn site visit, thì sau này mình sẽ tập hợp và rất là mong là chị Huyền nhận lời để tổ chức một cái buổi để anh em tham quan, có thể là anh Tuấn cũng tham quan đó, để mà trao đổi cũng như là xem là những cái khó khăn thực tế về site visit nó như thế nào, thì mong chị Huyền chấp nhận để khi mà có danh sách cụ thể và thời gian cụ thể sau. Thì chắc là xin cảm ơn Huyền, cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn Nam. Thì cái phần panel discussion mình xin chấm dứt ở đây, xin gửi lại cái section cho MC để tiếp tục. Cảm ơn Huyền, cảm ơn anh Tuấn. Cảm ơn Thảo. Chào anh, chắc lớn tuổi hơn Huyền thôi thì chào Huyền nhé. Chào anh Tuấn. Dạ, chào anh ạ. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời đã tham gia sự kiện này của chúng tôi. Và sau đây sẽ đến chương trình phần thi là vòng quay may mắn. Chúng tôi sẽ lựa chọn những quý khán giả may mắn nhất để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình ạ.